giờ mình biết được đạo thiên chúng ta tra ra đạo thiên ngay lúc tận thế này để cứu những sinh linh còn có một chút xíu chánh kiến để mà kịp quay đầu trước khi Đức Phật Di Lặc xuất hiện, ngài sắp sửa xuất hiện. Bên tất cả Phật tử đại thừa không ai tin điều này, nhà có nói họ không tin là vì họ số lượng quá đông, vì chiếc thuyền của họ đã lâu nay mấy chục năm họ đã bị dơ rồi, có bỏ vô nước sạch cũng bỏ không nổi, cũng không có sạch lại được. Rồi có những chiếc thuyền bị lũng, bao nhiêu lời của Thiên Tấn Kiệt, bao nhiêu lời của cha mẹ dạy truyền qua kia là người thông thiên nha quý vị. Quý vị có thể nhìn là sắc phàm nhưng kia không phải là người phàm, vì có bảy dòng hồ quang là người truyền tin của thời Phật Di Lặc hạ phàm, nhưng mà phải mang sắc phàm, phải nói tiếng Việt, một hàng dốt mà hôm nay ngồi nói chuyện được như vậy, đó là cái đại phước của 100 triệu dân người Việt phải trân trọng, vì nó là thiệt. Chỉ có một mình thiệt mà phải trăm cái triệu mấy thầy đạo mạo tu hành cả đời thì mình nó không có lại, cho nên nó gọi là 10 chết 7 còn 3, nó gọi là sàng lọc những người nào mà hữu duyên từ cực ác đổi thành cực thiện mới có thể có lòng tin ở việc này được.